Video Phan Đình Tây hát hit Châu Khải Phong. Phan Đình Tây là ca sĩ nhí nổi tiếng trên mạng qua các clip nhạc cover. Mới đây, cậu gây chú ý khi thể hiện lại hit Đến Sau Một Người của ca sĩ Châu Khải Phong. Giọng ca 14 tuổi được khen ngợi có khả năng hát live tốt và giọng ca giàu cảm xúc. Tuy nhiên, một số tranh cãi cho rằng Phan Đình Tây còn quá trẻ để hát nhạc tình yêu, có những ca từ chia ly, giận hờn. Phan Đình Tây gây tranh cãi khi hát nhạc người lớn. Không ai cấm cản nhưng sao nhí hát nhạc tình cảm nhưng mình thấy Tây còn khá trẻ để cover ca khúc này. Giọng hát bé quá hay và giàu cảm xúc nhưng tôi nghĩ những ca khúc dành cho tuổi teen hợp với bé hơn, Hoàng Mai chia sẻ sau khi xem clip. Hay Minh Nhật cho rằng, chúng ta không nên quá khắt khe với con trẻ vì âm nhạc là không giới hạn. Nó chạm đến trái tim của ai, thì người đó có quyền được nghe và hát. Với cá nhân mình, đây là bản cover hay, thú vị và rất đáng nghe. Trước các ý kiến trái chiều, chủ nhân ca khúc Đến Sau Một Người, Châu Khải Phong, cho biết, anh không đánh giá nặng nề về Phan Đình Tây. Theo anh, đây là hiện tượng mạng rất có tiềm năng trong tương lai và việc bé cover ca khúc mới là điều hoàn toàn bình thường. Mỗi thời điểm, chúng ta nên học cách lắng nghe con trẻ nghĩ gì và ủng hộ chúng trong việc thể hiện năng khiếu cá nhân. Phong không đồng ý hoàn toàn khi bé hát nhạc tình yêu dù còn trẻ, nhưng âm nhạc không có ranh giới. Bé hát tốt, tự tin và hiểu ca khúc như thế nào? Thế nên không việc gì chúng ta dành đánh giá tiêu cực đến em ấy. Phong bảo vệ Tây không phải vì cậu ấy hát nhạc của mình, mà của bất cứ ai thì đều như thế. Rất nhiều clip trẻ em hát nhạc người lớn trên mạng được khen ngợi, nên không hà cớ gì chúng ta tranh cãi vì cậu bé, Châu Khải Phong chia sẻ. Châu Khải Phong cho rằng khán giả không nên quá khắt khe vì Phan Đình Tây rất có tiềm năng trong tương lai. Trước đó, Châu Khải Phong từng nhiều lần gặp gỡ và khen ngợi khả năng ca hát của Phan Đình Tây khi cậu cover những ca khúc của anh và hút lượt xem như Em Phải Quên Anh, 2 triệu lượt nghe, Xin Lỗi Người Anh Yêu, 1 triệu lượt nghe. Đến Sau Một Người, do Thanh Hưng Idol sáng tác. Khi Châu Khải Phong tung bản lyric video, sau một tuần, ca khúc chạm mốc 5 triệu lượt xem và có mặt trong top trending YouTube Việt Nam. Tag Châu Khải Phong.